Giới thiệu với các bạn một cái bộ nhông nắp lên số lùi dành cho các bạn nào là muốn dùng hộp số lùi xích, hộp số lùi các đăng để chạy xích. Loại này vừa luôn các bạn nhé. Hai mi răng vừa xích xe máy. Bên mình hiện chỉ có loại 20 răng thôi. Đường kính của con bánh răng này là khoảng 7 cm các bạn nhé. Đấy. Đây cây cốt 6 răng là 19 này. Nắp vừa luôn các bạn nhé. Đấy. Cái này là 6 răng nhé. Nắp vừa hai các loại số lùi xe 3 bánh. Thân rất là dày nhé. Không phải là hàng chế các bạn nhé. Hàng nhà máy sản xuất luôn. Loại này là loại vừa nhông xe máy, xích xe máy. Mình có để link đặt hàng ở phía dưới phần mô tả sản phẩm ấy. Các bạn đặt hàng có thể bấm vào link đó để đặt hàng nhé. Số lùi này bên em cũng có bán nhé. Các bạn mua thì vào trong đó đặt mua luôn. Rất là nhẹ nhàng, hàng này là hàng chuẩn loại 1, nhông dày các bạn nhé.